Với mục đích tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, ngày 17 tháng 4 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến, huyện Phù Cử, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức xét xử lưu động hai vụ án về tội phạm ma túy. Vụ thứ nhất, xét xử bị cáo Nguyễn Đình Biên, trú tại thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cử, ngày 15 tháng 12 năm 2013 tại khu dân cư mới thôn Cát Dương, xã Tống Phan, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang Biên đang tàng trữ trái phép 0,694 gram heroin nhằm mục đích để sử dụng. Vụ thứ hai, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Sơn, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và Trương Văn Tuấn, trú tại xã Yên Nghĩa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, vào khoảng 0 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2024, tại thôn An Lạc, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm, Sơn và Tuấn góp tiền mua 2 gam ma túy loại MDMA và 0,855 gam ma túy loại ketamine để sử dụng thì bị phát hiện bắt quả tang. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Biên 6 năm tù giam, Nguyễn Văn Sơn 3 năm 6 tháng tù giam, Trương Văn Tuấn 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.